sát Già bom tấn hài về người hùng trẻ con, VN Express giải trí. Tác phẩm do DAVIZFSANGBRG -E đạo diễn, là phim thứ bảy trong vũ trụ điện ảnh DC nhân vật chính là Billy Batson, Arthur Angel đóng, cậu bé 14 tuổi bị lạc mẹ từ nhỏ, Billy được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi, sống cùng nhiều đứa trẻ khác, tuy nhiên, cậu vẫn khát khao tìm lại mẹ ruột. Một ngày nọ, Billy bỗng bị đưa đến một ngôi đền bí ẩn, tại đây, cậu được một pháp sư sắp qua đời trao cho năng lực. Chỉ cần hồ, xa giam, Billy sẽ hóa thành siêu anh hùng với vóc dáng người trưởng thành vạm vỡ. Zachary Levi đóng, trong khi đó, ác nhân Thaddeus Sivana, Max Strong đóng, bắt đầu gieo rắc kinh hoàng. Hắn mang năng lực đại diện cho các mặt tối trong tính cách con người. Siêu lơ xa giam Đạo diễn D.A.V.I.G.F.S.A.N.G.B.E.R.G. -E được xem quan dìu dắt vài năm qua, giúp anh có cơ hội làm phim ở Hollywood với Lies Out, Annabelle. Creation rồi Sajam. Vì thế, tác phẩm mới có lối kể mang nhiều điểm tương đồng với Aquaman, do quán đạo diễn, kịch bản đơn giản, có nhiều tình huống hài được cài cắm giải rác, nhân vật chính có khuôn mặt thân thiện, còn tổng thể phim tươi sáng, không có những thông điệp lớn về chính trị, xã hội như các phim giai đoạn trước của DC. Trong Sajam, yếu tố hài xoay quanh hoàn cảnh bất đắc dĩ của Billy, vốn không có thiện cảm với các siêu anh hùng, cậu lại được ban siêu năng lực, đối mặt các thay đổi lớn về thể chất, nhân vật không hiểu rõ mình có những kỹ năng gì và mức độ ra sao. Nhiều tiếng cười được tạo ra khi Billy tìm hiểu sức mạnh mới có cùng bạn thân Freddy, Jack Dylan Brazier, vốn là người mê siêu anh hùng. Do thiếu kinh nghiệm, họ thử nghiệm đủ trò để xem Billy mạnh đến đâu. Với vai chính là kẻ to xác vốn là trẻ con, biên kịch dễ khai triển các tình huống dí dỏm liên quan đến sự ngớ ngẩn của nhân vật mà không phản cảm. Tiếng cười trong tác phẩm tương đối nhẹ nhàng, khác với kiểu nói chuyện mỉa mai trong các phim Iron Man hay phong cách gây cười nhiều yếu tố nhạy cảm của loạt Deadpool. Ngoài ra, một số cảnh chiến đấu trong Sajam cũng được dàn dựng theo lối hài khi Billy chưa làm chủ kỹ năng. Dù vậy, kịch bản vẫn không quên đường dây tâm lý nhân vật chính. Billy vốn có số phận bất hạnh, không nhận được sự giáo dục đầy đủ từ cha mẹ. Chính vì thế, khi thành siêu nhân, cậu tỏ ra bất cần, sử dụng quyền năng cho các trò mua vui. Chỉ khi người thân bị đe dọa, nhân vật mới nhận ra trách nhiệm khi có năng lực lớn lao. Ý tưởng này khá tương đồng với bom tấn Spider-Man 2002 nhưng tác phẩm mới không có nhiều bi kịch, mất mát như trong phim của đạo diễn Sam Raimi, lối xử lý ở cao trào của Sazam, gây phấn khích và hướng đến việc mở rộng câu chuyện hơn là làm dày thêm mâu thuẫn nội tâm nhân vật chính. Zachary Levi là lựa chọn tròn trịa cho vai chính, nét mặt tiếu táo, giống như lúc nào cũng đùa giỡn của anh hợp với người có tâm hồn trẻ thơ. Tài tử sinh năm 1980 từng hóa thân chiến binh Phan Rồ trong hai phần phim về Thor, thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel, Sazam, là lần đầu tiên anh có cơ hội đóng chính bom tấn. Với phản hồi tích cực của khán giả, Lê nhiều khả năng gắn bó lâu dài với nhân vật. Trong khi đó, nhóm diễn viên nhí như Arthur Enzo, Jack Dylan Grazer, Fred Herman, vai em gái nuôi của Billy, cũng ghi dấu ấn với vẻ lém lỉnh. Với ánh mắt toát lên sự nguy hiểm, thân thái lạnh lùng, Max Strong không khó thể hiện nhân vật Thaddeus Sivana. Vai này được xây dựng khá tốt về câu chuyện quá khứ, giúp khán giả hiểu nỗi bức bách khiến hắn thành tội phạm. Tuy nhiên, càng về cuối nhân vật càng trở thành kiểu phản diện một chiều. Có kinh phí chỉ 100 triệu đô la Mỹ, thấp nhất vũ trụ điện ảnh DC, Shazam không gây ấn tượng về kỹ xảo, dù nhân vật chính rất mạnh, yếu tố hành động ít gây choáng ngợp như Aquaman, tác phẩm gây sốt năm ngoái. Ở cao trào, các pha chiến đấu hơi rời rạc, lê thê nhưng được bù đắp bằng một tình tiết bất ngờ ở cuối, có thể khiến các fan thỏa lòng. Giới phê bình đánh giá cao Shazam với 91% nhận xét tích cực trên Rotten Tomatoes. Tác phẩm nhiều khả năng đứng đầu phòng vé Mỹ khi ra mắt cuối tuần này với khoảng 40-50 triệu USD ở Việt Nam. Phim khởi chiếu từ ngày mùng 5 tháng 4 với nhãn C13, không dành cho người dưới 13 tuổi. Xem thêm loạt phim điện ảnh khởi chiếu trong tháng 4. Ân Nguyễn